Phương xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Bảy ngày 22 tháng 6, 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần. Phần đầu là chương trình nhạc lá vô đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phương kính mời quý vị theo dõi nhạc lá vô đề câu chuyện Nguyên nhân nào tôn giả Anna Đa Văn Đệ nhất do Thú Linh và Đoàn Hữu Dũng thực hiện. Linh xin kính chào quý vị, kính mời quý vị đến với Nhạc Lá Bồ Đề với câu chuyện Nguyên nhân nào Tôn Giả A Nan được gọi là Bậc Đa Văn Đệ Nhất Chuyện do tỉnh Tâm Sưu Tầm Tú Linh Tóm lược và trình bày, kính mời quý vị theo dõi Một ngày nọ, nhân có người hỏi về nguyên nhân gì mà Tôn Giả A Nan có trí nhớ siêu việt Đa Văn Đệ Nhất như vậy Đức Phật liền kể lại kiếp quá khứ, chạy qua vô số kiếp có một ngôi chùa lớn, trong chùa có hơn ngàn vị sa ở đó tu học. Hằng ngày có vài trăm chú sa di đi khất thực để cúng dường chúng tăng. Thầy dạy mỗi chú một ngày phải cúng một đấu gạo và phải học thuộc một bài kệ. Có một chú sa di vào phố thị khất thực, chú vừa đi vừa nhẩm học bài kệ. Trong phố có một vị hiền giả, thấy sa di vừa đi vừa nhẩm học bài kệ hiền giả đảnh lễ, hỏi đạo nhân, vừa đi vừa nói gì vậy? Chú sa di ấy thưa rằng, tôi vừa đi khắc thực để cúng dường chúng tăng, vừa phải học thuộc một bài kệ. Hiền giả lại hỏi, nếu chú không vướng bận việc gì cả, thì tụng thuộc bao nhiêu kệ? Thưa rằng, có thể thuộc nhiều hơn 10 bài kệ. Lại hỏi, chú phải khắc thực bao nhiêu ngày? Chú thưa, trong 90 ngày, phải cung cấp 90 đấu gạo. Hiền giả thưa với đạo nhân, "Chú hãy trở về chùa, yên tâm lo đọc kinh kệ, tôi sẽ giúp cho chú cung cấp số gạo đó." Chú Sa di nghe hiền giả nói vậy rất vui mừng, hiền giả liền đem 90 đấu gạo cúng dường, chú mang về thưa thầy rồi nộp cho chúng tăng, xin đóng cửa học kệ tụng kinh. Chạy qua 3 tháng, chú ấy học thuộc 1.400 bài kệ. Chú thưa với thầy, con học kệ đã xong, bây giờ con xin đến nhà thí chủ tụng những bài kệ đó để nhờ kiểm tra lại. Thầy hoan hỷ chấp nhận, đến nhà hiền giả chú thưa, nhờ thí chủ trợ duyên nên tôi được yên ổn tụng kinh học kệ. Nay việc học kệ đã xong, tôi đến đây xin học để đạo hữu nghe chú sa di đọc kệ văn cú lưu loát không vấp váp trở ngại gì hết hiền giả nghe qua rất vui vẻ cúi đầu đảnh lễ thưa nguyện cho tôi đời sau thông minh hiểu biết rộng rãi thấu đáo nghe nhiều không quên phật dạy hiền giả thời ấy nay là đại đức an nang nhờ làm việc phúc đức nên vị hiền giả này đời đời sáng suốt hiểu biết nhớ dai đến khi gặp Phật ra đời, được làm thị giả cho Đức Thế Tôn. Đặc biệt riêng Ngài là vị đệ tử biện thuyết thông suốt, nghe nhiều và bậc nhất, luận rằng nếu có người phàm hiểu rõ ý nghĩa sâu xa của mỗi một câu kinh, biện đọc tụng, tâm nghĩ nhớ, thì ba đọc bốn ma tám vạn cửa trần cấu, sớm muộn thảy đều tiêu tan. Huống gì, người tu hành rộng thâu thập các pháp giải thoát để làm cầu đò cho tất cả chúng sanh. Còn người hết lòng khuyến khích, hỗ trợ cho người tu học là được công đức lớn. Nếu người ấy có ý chí hoặc cầu nguyện gì đều được thành tựu. Đó là đương vào phước báo mà được vậy. Câu chuyện thứ hai về chữ xã. Câu chuyện có thật này nói về chữ xã theo ý nghĩa Phật giáo cho một vị lạc ma Tây Tạng là Ngài Nawang Gileo Rinpoche kể lại trong quyển sách Good Life, Good Death của Ngài. Câu chuyện này cho chính vị thầy của Ngài là Gili Rinpoche, là Lạc Ma Gomom Rinpoche kể lại. Vào thập niên 1950, lúc Tây Tạng bị Trung Hoa xâm chiếm, các vị Lạc Ma bị tàn sát. Ngài Gomom Rinpoche cùng một số đệ tử phải xuống định cư tại miền Tây Bắc Ấn Độ. Trong số các đệ tử của ngài Gomong Rinpoche, có hai vị lạc ma già yếu. Biết mình không sống được bao lâu nữa, nên họ muốn mất lúc trí nhớ còn minh mẫn. Để có thể áp dụng phương pháp thiền định đặc biệt của các vị lạc ma Tây Tạng lúc lâm chung, vì thế, hai vị lạc ma thần ý kiến của Ngài Gomong Rinpoche để quyết định ngày ra đi của hai vị đệ tử này. Thế nhưng, đến ngày đã dự định, chỉ có một vị lạc ma an tịnh nhắm mắt lìa đời, còn vị lạc ma kia không những chưa mất mà còn bị đưa vào phòng cấp cứu của bệnh viện địa phương. Khi nghe tin này, Ngài Gomong Rinpoche lập tức cải trang thành một người lao công, rồi lẻn vào bệnh viện American Hospital để thăm vị lạc ma này. Ngài hỏi vị lạc ma, tại sao con còn nằm đây? Có chuyện gì xảy ra thế? Vị đệ tử già trả lời, bạch thầy, con bắt đầu thấy những triệu chứng lúc lâm chung, nhưng không hiểu tại sao bỗng dưng những triệu chứng đó quay ngược trở lại làm con cảm thấy thân thể đau đớn vô cùng. Con la hét lớn nên người ta mới đưa con vào đây. Ngài Gomong Rinpoche biết vị sư già này là một người tu hành tinh tấn, có khả năng tự đi về cõi tịnh độ, nên Ngài không hiểu có chuyện gì đã ngăn cản sự ra đi song suốt của vị này. Vào giờ phút lâm chung, bỗng dưng Ngài Gomong Rinpoche để ý thấy, vị sư này mặc một chiếc áo mới rất đẹp. Ngài hỏi, cái áo này ở đâu con có vậy? Vị sư già thưa, áo đẹp quá phải không thầy? Bạn con vừa mới tặng con, ngày hôm qua. Thầy thích không? Ừ, đẹp quá, thầy thích lắm. Con cho thầy đi. Vị sư già ngần ngại đáp, nhưng con cũng rất thích cái áo này mà thấy Ngài Gomong Rinpoche năn nỉ, Thầy muốn có cái áo này, nếu con không cho Thầy, thì từ nay sẽ không còn Thầy trò gì nữa. Vị sư già cởi áo đưa cho Ngài Gomong Rinpoche. Ông liền xé toan cái áo. Sau đó, vị lạc ma này nhắm mắt bình thản ra đi. Câu chuyện này cho thấy, ngay cả những người tu hành tinh tấn lâu năm, đến giờ phút cuối cùng nếu còn vương víu vào một điều gì đó, cũng không thể nhắm mắt, thanh thản nhẹ nhàng ra đi được. Thời Đức Phật còn tại thế, khi giảng về tứ vô lượng tâm, tức là bốn chữ từ bi hỷ xã để nhấn mạnh tầm quan trọng của chữ xã, Ngài nói, này các tỳ kheo, nếu các người muốn bình an thì hãy luôn luôn chữ lấy chữ xã, làm đầu vì chỉ có tâm buông xả mới thật sự là tâm thanh tịnh. Và từ sự thanh tịnh đó mới có được sự bình an. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc lão bồ đề 2 at com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. kính thưa quý vị chương trình vtv đến đây xin tạm ngưng chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo